cải tạo Tử Cấm Thành, đào vàng dưới lòng đất và bí mật ẩn giấu suốt 600 năm. Bí mật về sự tàn độc của Chu Đệ. Khi tu sửa cố cung vào năm 2018, các công nhân đã vô tình phát hiện một bí mật đã bị lãng quên trong 600 năm. Sau khi các chuyên gia khảo cổ học đánh giá, họ trực tiếp nhận định rằng tâm địa của Chu Đệ, Minh Thành Tổ thực sự vô cùng tàn nhẫn. Trong suốt 5 lần đại tu sửa Tử Cấm Thành, chưa ai từng phát hiện điều bất thường cho đến năm 2018. Khi công nhân mở các tấm lát sàn mới phát hiện ra bí mật chôn vùi dưới lòng đất của cố cung, khiến thế giới khảo cổ học vô cùng bất ngờ. Liệu có bí mật gì ẩn chứa phía sau kiến trúc Tử Cấm Thành? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tử Cấm Thành có lịch sử trùng tu lâu đời, thậm chí đã trở thành truyền thống. Năm 1421, chỉ một năm sau khi được xây dựng, một đám cháy đã phá hủy ba chính điện, trong đó có cả Phụng Thiên Điện. Nhưng quá trình sửa chữa không hề đơn giản như mọi người tưởng. Những người thợ phải mua nguyên liệu thô hoặc đặt hàng từ nhiều nơi khác nhau. Sau 19 năm, công việc tái thiết kế ba chính điện mới bắt đầu được hoàn thành. Tuy nhiên, chỉ sau đó 100 năm, đám cháy lớn khác lại xảy ra, khiến ba chính điện một lần nữa bị phá hủy. Lần này, cả Phong Thiên Môn và Ngọ Môn cũng bị ảnh hưởng. Tại sao kinh thành lại dễ bị cháy như vậy? Lý do rất đơn giản là các biện pháp phòng cháy chữa cháy thời đó chưa phát triển. Nên sau khi xảy ra đám cháy, người xưa thường không còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn mọi thứ bị thiêu rụi. Ngoài ra, toàn bộ kinh thành có kiến trúc bằng gỗ, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể cháy ngay lập tức. Vì vậy, năm lần đại tu của Tử Cấm Thành trong thời kỳ Minh và Thanh đều là do bị cháy. Sau này khi thành lập nhà nước mới, chính phủ Trung Quốc rất quan tâm đến việc bảo tồn cố cung, do đó không có nguồn lửa nào có thể tiếp cận Tử Cấm Thành. Mặc dù thành công trong việc ngăn chặn nguy cơ cháy nổ, nhưng cấu trúc gỗ tại đây càng ngày càng xuống cấp. Trong khi đó, rất nhiều rác thải tích tụ từ thời Trung Hoa Dân Quốc vẫn còn lưu giữ trong Tử Cấm Thành. Vì thế, bước đầu tiên của công việc bảo tồn vào những năm 1950 là vận chuyển rác. Theo báo cáo chính thức, có đến 250.000 mét khối rác thải đã được vận chuyển ra ngoài. Số lượng này đủ để xây dựng một con đường từ Bắc Kinh đến Thiên Tân. Sau đó, việc dọn dẹp cống rãnh, sửa chữa các tháp pháo, sơn lại màu mới được tự nhiên. Tuy nhiên, lần trùng tu này lại bị hạn chế bởi sức mạnh quốc gia, nên không thể xử lý tốt hơn những thiệt hại gần trăm năm qua, mưa axit, sét đánh, phát triển du lịch và nhiều yếu tố khác. Vì thế, chính phủ đã chuẩn bị cho cuộc tu sửa lớn thứ hai bắt đầu từ năm 1974. Lần này, việc tu sửa được thực hiện khá kỹ lưỡng và tương đối hoàn thiện. Sau khoảng 30 năm, cố cung đã lần nữa trở nên rực rỡ. Bước vào thế kỷ 21, nhiều người bất ngờ phát hiện Tử Cấm Thành đang già đi với tốc độ rõ rệt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vậy nên chính phủ Trung Quốc quyết định thực hiện một quá trình sửa chữa toàn diện, chia thành 3 giai đoạn, bắt đầu từ năm 2003. Mỗi giai đoạn kéo dài khoảng 5 năm. Giai đoạn đầu tiên được khôi phục là Võ Anh Điện. Lúc đó, tình trạng hỏng hóc của Võ Anh Điện gần như đã đến cục diện, không thể cứu chữa. Có rất nhiều viên gạch rơi khắp nơi, lan can bằng đá cẩm thạch trắng, ban đầu cũng đã bị phong hóa và chuyển thành màu vàng, hoàn toàn mất đi vẻ rực rỡ như trước. Việc sửa chữa Võ Anh Điện cũng là một thử nghiệm nhỏ của đội ngũ sửa chữa, xem công nghệ hiện đại có thể sửa chữa đến đâu, đồng thời đánh giá tiến độ và mức độ sửa chữa trong tương lai. Không ai mong đợi sẽ tìm thấy bất cứ điều gì trong quá trình cải tạo toàn diện, nhưng cố cung luôn mang lại những điều bất ngờ. Cuối cùng, bí mật tại Tử Cấm Thành đã hoàn toàn được tiết lộ khi những viên gạch vàng được công nhân phát hiện trong lúc cạy mở, ẩn sâu bên dưới là bí mật mà Minh Thành Tổ Chu Đệ giấu kín suốt 600 năm. Vào thời xưa, Tử Cấm Thành được xem là vinh quang trong mắt mọi người. Mọi nơi đều phải được dát vàng ngọc, mọi thứ đều trở nên lấp lánh. Vậy nên, sau khi Tử Cấm Thành được xây dựng, dân gian truyền tay nhau rằng nơi đây sang trọng đến mức ngay cả gạch lát sàn cũng được làm bằng vàng. Vậy nhưng rất nhiều khách du lịch đến đây đã xác nhận những viên gạch mà họ nhìn thấy chỉ là những viên gạch thông thường. Dần dần mọi người cũng bắt đầu quên đi lời đồn này cho đến khi việc sửa chữa vào năm 2018 được thực hiện. Khi dự án sửa chữa toàn diện cố cung bước vào giai đoạn thứ 3,
Công nhân giai đoạn này tập trung chủ yếu vào việc sửa chữa dưỡng tâm điện và thái hòa điện. Ngay khi công việc bắt đầu, mọi người đã phát hiện một chiếc hộp kho báu quý hiếm trên rầm của dưỡng tâm điện, trong đó có đặt những cuốn kinh, tiền và các vật phẩm khác. Lý do mọi người gọi đó là hộp báu bởi vì hộp được tạo thành từ nhiều loại chất liệu kết hợp với nhau. Trên bề mặt của hộp báu còn có ngọc ngũ sắc, tơ ngũ sắc cùng ngũ hương. Đây là lần đầu tiên tại cố cung phát hiện một chiếc hộp báu. Ngay sau đó, khi đội ngũ sửa chữa đang sửa chữa lớp gạch dưới cửa thái hòa điện, họ còn tình cờ phát hiện ra rằng dưới lớp gạch đó còn có một lớp gạch khác. Lúc đó thợ thủ công nghĩ họ đã nhìn lầm, bởi dù đẹp đến đâu, cung điện hoàng gia cũng không đến mức phải lát hai lớp gạch. Những người thợ đã lần nữa thăm dò và đào sâu hơn vào gạch lát dưới cùng. Kết quả phát hiện ra rằng phía bên dưới vẫn còn gạch lát. Họ không còn giữ được bình tĩnh nữa mà ngay lập tức báo cáo với người chịu trách nhiệm sửa chữa và liên hệ với các chuyên gia cung điện cổ. Các chuyên gia thấy việc này không đơn giản, việc tìm thấy hai lớp gạch lát là một ẩn ý gì đó. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, đội ngũ sửa chữa cuối cùng đã phát hiện ra rằng có tới 15 lớp gạch lát. Việc xây dựng Tử Cấm Thành bắt nguồn từ thời Minh Thành Tổ, Chu Đệ. Lý do gì mà ông ấy phải làm như vậy? Một số chuyên gia cho rằng Chu Đệ lên ngôi một cách không minh bạch nên phải làm như vậy để ngăn chặn mọi kẻ lợi dụng việc đào đường hầm để tìm cơ hội trả thù. Trong một tài liệu lịch sử về thời nhà Minh có lời đồn rằng Chu Đệ đã giết hết công nhân xây dựng Tử Cấm Thành. Lời đồn này có vẻ không phải là vô lý. Tuy nhiên ngay sau đó, các chuyên gia tinh mắt đã phát hiện ra rằng giữa những viên gạch còn rải rác một số mảnh sứ, giống như ai đó đã cố tình đập vỡ chúng vậy. Sau khi phân tích, họ nhận ra rằng những mảnh vỡ này là di vật từ thời đại nhà Nguyên. Chúng thuộc loại đồ gốm dành riêng cho cung điện. Điều này cũng có nghĩa rằng nếu những đồ gốm này còn nguyên vẹn thì bất kỳ món nào cũng có thể đấu giá với giá hàng triệu đô la. Những đồ vật quý giá như vậy sao lại bị đập vỡ và chôn giấu dưới lòng đất? Lịch sử của những mảnh vỡ gốm này có thể được truy ngược về thời kỳ nhà Nguyên. Hầu hết mảnh vỡ sau khi được lắp ráp lại đều tạo thành những chiếc đồ gốm có một số khuyết điểm. Do đó, các chuyên gia đã đoán rằng có lẽ Chu Đệ nghĩ rằng thứ đồ gốm có khuyết điểm này không xứng đáng đưa vào Tử Cấm Thành nên ông đã đập nát và chôn lấp chúng. Nhưng nếu như vậy thì đáng lẽ những thứ đồ này từ đầu không nên được đưa vào cố cung. Liệu còn có một ý nghĩa nào khác đằng sau hành động này không? Sau khi khai quật sâu hơn, các chuyên gia phát hiện ra rằng nền móng của Tử Cấm Thành thật ra có cấu trúc ba lớp. Mỗi lớp tương ứng với các thời kỳ, lần lượt là nhà Nguyên, Minh và Thanh. Điều này có nghĩa là Tử Cấm Thành chính là được xây dựng trên nền của thủ đô nhà Nguyên. Đây là một phát hiện gây chấn động cho cộng đồng khảo cổ. Mọi người đều biết rằng thủ đô của triều đại Nguyên được xây dựng tại Bắc Kinh, nhưng mãi mãi không thể tìm ra chính xác vị trí di tích của nó ở đâu. Các nhà khảo cổ thực sự không thể ngờ rằng tàn tích của triều đại nhà Nguyên lại bị chôn vùi dưới chân Tử Cấm Thành. Hành động này của Chu Đệ thực sự đã khiến cho mọi người kinh ngạc. Thông thường, sau khi triều đại cũ sụp đổ, triều đại mới sẽ xây dựng kinh thành dựa trên cơ sở của kinh thành cũ. Một là để tiết kiệm tiền, hai là để thể hiện tính chính thống của mình. Tuy nhiên, suy nghĩ của Chu Đệ có thể là hơi khác thường, hoặc có thể là tình huống mà ông đang đối mặt không giống như bình thường. Đầu tiên, triều đại Nguyên theo nghĩa chính thức là do dân tộc ngoại lai thành lập nên không được xem là triều đình chính thống. Thứ hai là Chu Đệ lên ngôi một cách không chính thống. Vậy nên, ông cũng không cần thiết phải liên kết bản thân với sự truyền thống. Thay vì chứng minh tính chính thống, ông đã chọn cách dẫm nát tàn tích nhà Nguyên dưới chân của mình. Tuy nhiên, nếu vì những lý do đó mà giết hết công nhân xây dựng cung điện, thì Chu Đệ quả là quá tàn nhẫn. Cho đến ngày nay, các nhà khảo cổ vẫn chưa hiểu rõ ý định thực sự của Chu Đệ. Tuy nhiên, ý định đó cũng không còn quan trọng nữa, vì việc khám phá lại những di tích từ thời nhà Nguyên mới thực sự quan trọng. Họ lập tức bắt đầu thăm dò đo đạc các khu vực khác nhau trong Tử Cấm Thành. Nhưng cố cung chỉ cho phép khai quật một phần, nên còn nhiều tàn tích của nhà Nguyên vẫn chưa được tìm thấy. May mắn thay, tại phía bắc quảng trường Long Tông Môn, đội khảo cổ đã phát hiện được lớp đất nện từ thời nhà Nguyên. Lớp đất nện này rất tinh khiết, không có dấu vết nào tồn tại sau thời Minh. Thậm chí họ còn tìm thấy một số mảnh gốm từ thời nhà Tấn. Nhờ đó, các nhà khảo cổ học có thể hiểu được đặc điểm của tàn tích từ thời nhà Nguyên, làm phong phú thêm cho lịch sử khảo cổ của Trung Quốc. Chẳng hạn như trục trung tâm của Tử Cấm Thành ngày nay có khả năng lớn được xây dựng trên cơ sở cũ của cung điện thời nhà Nguyên, thậm chí là còn tham khảo phong cách xây dựng từ thời này. Tất nhiên, việc bảo vệ di sản là công việc quan trọng hàng đầu,
việc tái hiện lại kiến trúc thời nhà Nguyên khi nào mới được thực hiện cũng rất khó nói. Nhưng có lẽ trong tương lai, thông qua công nghệ đo lường và tái tạo từng bước, các nhà khảo cổ học sẽ tìm ra diện mạo thực sự của các di tích thời nhà Nguyên. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.